Hello anh chị và cô chú. Hôm nay em có thêm một ít cây xoài tượng, loại xoài tượng Việt Nam. Xoài tượng loại trái bự mà ăn sống đó. Xoài tượng Việt Nam nha. Nếu mà anh chị cô chú thích thì alo cho em nha. Đây là xoài tượng. Còn đây là mận Red Rocket, còn có người hay gọi là mận Black Gold. Đó. Cái lá của nó là như giống như cái mận, lá mận lý vậy, rất là to. Nó lộn rất là dài chứ. Mà nó ốm á mà nó dài lắm. Black Gold, có người gọi Black Gold, còn có người gọi là Red Rocket. Đó. Nếu anh chị cô chú thích hai loại này thì alo em nha. Đặc biệt là xoài tượng nữa nha. Mới về chỉ có mấy cây thôi.